Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nam một cái chủ đề, đó là cách thử để xem cô ấy có thật sự yêu bạn hay không. Có đôi khi các bạn nam ấy yêu phải một cô gái và cứ nghĩ rằng cô ấy rất là yêu mình, rất là thích mình và rất là thật lòng với mình. Nhưng mà đôi khi các bạn lại có những cái phán đoán sai, các bạn có những nhận định sai lầm. Và cái cô đấy, cô ta chỉ lợi dụng các bạn thôi. Cô ta chỉ tỏ vẻ là thích bạn, tỏ vẻ là muốn được bạn chiều chuộng, bạn quan tâm. Và các bạn không biết được là cô ấy chỉ lợi dụng các bạn thôi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn 4 cách để các bạn có thể thử lòng một cô gái, để biết được là cô ấy có thật lòng yêu các bạn hay không. Và cái cách thử này à, nó rất là tuyệt vời các bạn. Chỉ cần thử như vậy thôi, bạn sẽ biết ngay là cô ấy có thật lòng yêu bạn hay không. Rất là dễ dàng nha. Bạn chỉ cần thử đúng 4 cái cách này. Thậm chí các bạn chỉ thử một trong 4 cái cách này, các bạn biết rõ ngay là cô ta có thật lòng yêu các bạn hay không. Cái cách đầu tiên để thử lòng một cô gái xem cô ấy có yêu bạn hay không, đó chính là khi mà các bạn bị thất bại. Cũng có thể là bạn đang giàu có, đúng không? Bạn yêu một cô gái rất là xinh đẹp thì cô ấy sẽ rất là hạnh phúc, đúng không? Bất kỳ một cô gái nào cũng muốn yêu một chàng trai mà họ có tiền bạc thì tất nhiên rồi. Tất nhiên là khi yêu thì cô cũng chọn một cái người xứng đáng. Ví dụ như là cô ấy có tài, cô sẽ không yêu một cái người chàng trai mà không có tiền, được không? Thế nên là khi mà bạn có tiền, bạn yêu cô ấy và cái tình cảm của các bạn rất là hạnh phúc luôn, mà bạn có cảm giác là cô cũng rất là yêu mình. Và tất nhiên rồi, bạn có nhiều tiền, chắc chắn bạn sẽ rất hào phóng với cô ấy, đúng không? Bạn chi ra rất rất nhiều thứ, nhưng mà bạn lại không thấy cô chi về mình điều gì. Thì bạn hãy thử cách này nha. Bạn hãy thử là bạn thất bại. Cũng có thể là bạn nói là anh bị thất bại. Lần này bây giờ anh không có tiền, rồi bây giờ anh phải chịu rất là nhiều áp lực, để xem cô gái đó ứng xử như thế nào. Nếu mà cô ấy sẽ ở bên cạnh bạn, tất nhiên rồi, con gái cũng có thể là họ có thể giúp bạn tiền, nhưng mà cũng có thể là cô ấy không thể giúp được bạn tiền, nhưng mà cô ấy sẽ ở bên cạnh bạn. Mà một cô gái mà cô ấy ở bên cạnh bạn cái lúc mà bạn thất bại như này này, thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ thật lòng yêu các bạn. Còn một cô gái mà khi mà bạn thất bại, cô ấy thấy thế cô ấy rời đi luôn. Cô bảo bây giờ gia đình em khó khăn lắm, bây giờ anh cũng khó khăn thế này, thì bây giờ chúng ta không thể đến với nhau được. Hoặc là anh ơi, bây giờ em không thể ở cạnh anh được, anh thông cảm cho em nhé. Thì bạn đừng thấy cái câu ấy là câu nó an ủi mình nhá. Hãy để cho cô ấy ra đi. Một cô gái mà muốn ra đi như vậy, cho dù cô ấy nói những cái lời mỹ miều như thế nào, em rất yêu anh nhưng mà bây giờ trong cái hoàn cảnh như này em cũng rất là khổ, và em còn phải lo cho gia đình nữa nên em không thể ở cạnh anh được, anh thông cảm cho em nhé. Thì cho dù cái lời nói nó như thế nào thì các bạn cũng biết được là cô ta không hề yêu bạn. Một cô gái yêu bạn sẽ ở bên cạnh bạn, ít nhất cũng phải ở bên cạnh bạn khi mà các bạn thất bại. Thật lòng, không có một cô gái nào thấy bạn thất bại cô ta chạy đi ngay đâu. Tất nhiên rồi, cô ta không có tiền để chi hết vào bạn, có thể cô ta giúp đỡ bạn một chút xíu thôi, nhưng mà cô ta sẽ ở bên cạnh bạn để cho bạn có cái tinh thần để các bạn cố gắng. Chứ đừng vì cô ấy chạy đi, sau ấy cứ thấy những cái lời cô ấy nói cũng hợp lý, sau đấy bạn lại bảo là anh lại làm ăn được rồi, hãy quay lại với anh đi. Đừng có giữ một cô gái như thế. Mình thấy đôi khi có những người đàn ông họ lại giữ người con gái như thế thì thật là tiếc cho các bạn. Đây cũng là cái cách thử mà không phải ai cũng biết, để các bạn biết được là một cô gái yêu bạn sẽ muốn ở cạnh bạn. Lời nói thì có thể sai, những cái hành động thì không thể sai được. Bạn thất bại, cô ta bước đi luôn. Cho dù lời nói của cô ta có ngọt ngào như thế nào, cho dù có đẹp đẽ như mỹ miều như thế nào, thì vẫn là cô ta muốn rời bỏ bạn khi mà bạn thất bại. Cô ta không xứng đáng bước vào cuộc đời của bạn. Còn đâu nếu mà bạn thấy giữ được cô gái đó ở bên cạnh bạn ấy, thì chắc chắn rằng trước sau gì các bạn cũng đau khổ mà thôi. Điều thứ hai là các bạn cần phải im lặng đúng lúc. Như thế này nhá, trong cái trường hợp là cô ấy quá đáng với bạn quá. Tất nhiên rồi, mình không khuyến khích là
Các bạn nam không làm lành với phụ nữ, chúng ta yêu cô ấy, chúng ta sẽ làm lành với cô ấy. Nhưng mà không phải là khi nào các bạn cũng làm lành, bất kỳ điều gì cô ấy làm sai đến như nào các bạn cũng làm lành. Cô ấy dỗi, rồi cô cảm thấy không được yêu thương thì mình làm lành với cô ấy. Hoặc là cô ấy tức giận bạn thì bạn cứ làm lành với cô ấy. Nhưng khi mà cô ấy so sánh bạn với người khác, hoặc là cô ấy quá, hoặc là ví dụ cô ấy tán tỉnh những người đàn ông khác, thì bạn cũng biết đấy là cái giới hạn. Mình có thể chiều cô ấy tất cả mọi điều, trừ khi là cô ấy có người mới, cô muốn để cho người khác tán tỉnh cô ấy, hoặc cô ấy tự động tán tỉnh người khác, thì có nghĩa là thế là có nghĩa là cô ấy không yêu bạn đâu. Thì trong trường hợp đấy thì các bạn hãy nói với cô ấy là anh rất là yêu em, nhưng một khi em có người khác ấy thì cái tình cảm đó sẽ không còn dành cho em nữa. Và các bạn im lặng. Thời điểm các bạn im lặng như này rất đúng lúc, sẽ khiến cho cô ấy phải suy nghĩ về cái việc mà cô ấy đã làm. Và cô ấy muốn có lại bạn, cô phải giải thích, cô phải chiến đấu để có lại bạn. Còn khi mà cô có người khác thì bạn cũng làm lành với cô ấy. Cô ấy còn nói những cái câu thậm tệ với bạn mà bạn vẫn cứ làm lành với cô ấy, thì mình không khuyên các bạn làm lành khi mà cô ấy nói những cái câu thậm tệ, cô ấy động chạm đến danh dự và phẩm chất của các bạn, cô ấy chửi bạn và cô ấy nói những cái lời mà không ai muốn nghe, thì trong cái trường hợp ấy bạn đừng làm lành với cô ấy. Và tất nhiên rồi, đôi khi bạn làm lành rất là nhiều rồi thì đôi khi cũng bạn cũng hãy cứ im lặng, thì khi đó bạn cũng biết được là tình cảm của cô ấy dành cho bạn đến đâu. Thì khi mà các bạn im lặng ấy, mà cô ấy cũng im luôn, mãi mãi im luôn, thì có nghĩa là cô ấy không bao giờ dành tình cảm cho bạn. Khi mà mình im lặng, sau đấy mình không làm lành với cô ấy đúng không? Cô ấy cũng im lặng đối với bạn ấy. Sau đấy thì bạn thấy khó chịu quá, muốn liên lạc với cô ấy. Sau đấy là bạn lại làm lành với cô ấy. Thì khi đó là cô ấy không có lý do để có thể chiến đấu để có lại bạn. Và cũng không có lý do để cô ấy thật lòng yêu các bạn. Khi mà bạn im lặng, cô cũng im lặng luôn, thì cô không yêu bạn. Cho dù bạn giữ một cái người không yêu bạn ý, thì trước sau người ta cũng rời đi. Cũng có thể là người ta lợi dụng bạn, hoặc là người ta chỉ cần có người yêu thôi, và người ta không thật sự yêu các bạn. Mà một người thật sự yêu các bạn mà khi bạn im lặng ấy, cho dù có thể là cái lỗi đấy cũng không phải là to tát lắm, nhưng mà cô ấy vẫn muốn quay lại với bạn, thật sự yêu bạn ấy. Cái độ chịu đựng của cô ấy là rất là thấp. Đàn ông có thể chịu đựng lâu hơn, nhưng mà con gái chịu đựng rất là thấp. Và cô ấy sẽ muốn liên lạc với các bạn ngay. Thế nên khi mà các bạn luôn luôn làm lành với cô ấy, thì sẽ có một ngày bạn hãy để cho cô ấy làm lành với bạn. Bằng cái cách các bạn im lặng. Khi mà cô ấy đã làm sai, các bạn hãy im lặng, thì sẽ khiến cho cô ấy rất là lo lắng và rất là muốn để có thể quay lại với bạn. Thậm chí cô rất là sợ sẽ mất bạn ấy. Bạn làm như vậy thì cô ấy kiểu lo lắng và bất an vô cùng, và cô sẽ muốn quay lại với bạn ấy. Thế nên là các bạn đừng có lo lắng quá. Đừng có nghĩ rằng nếu mà mình không làm này với cô ấy ngay thì cô sẽ có người khác. Thì thôi, hãy để cho cô ấy có người khác. Vậy bạn cũng có giá trị, xứng đáng có một cô gái, cô cũng yêu bạn như là bạn yêu cô ấy mà. Bạn luôn luôn muốn làm lành với cô ấy thì có, nhưng khi cô cũng muốn làm lành với bạn chứ, đúng không? Khi mà bạn biết mình xứng đáng ấy, thì khi đó bạn sẽ có giá trị hơn và sẽ được yêu hơn. Thì điều thứ ba bạn có thể kiểm chứng đó là cô ấy có chi tiền vào bạn hay không. Một cô gái ấy, mà cô thật sự yêu bạn ấy, thì cô ấy sẽ muốn tặng bạn một số món quà nhỏ. Ví dụ như là bạn yêu cô ấy, bạn mua cho cô ấy rất rất nhiều món quà, thì các bạn cũng cần phải dừng lại để xem là cô ấy có đầu tư vào mình hay không. Ví dụ như là bạn rất đầu tư mua cho cô ấy đến 10 món quà rồi, bạn chưa thấy cô ấy mua cho bạn món quà nào, thì các bạn cũng cần phải xem xét lại mối quan hệ. Bởi vì một cô gái cô ấy thực sự yêu bạn ấy, thì cô ấy sẽ muốn mua cho bạn một số món quà. Ví dụ một món quà nhỏ cũng được, nhưng đó là tình cảm của cô ấy, là cô ấy muốn chi vào bạn. Còn một cô gái không bao giờ chi tiền vào bạn, trong khi là bạn chi tiền rất 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 nhiều. Thậm chí các bạn còn đưa cho cô ấy tiền mà cô ấy cũng không chi một đồng nào vào bạn. Bạn cần phải xem xét lại mối quan hệ. Và rất nhiều trường hợp các chàng trai ấy, mới yêu các bạn đâm đầu vào yêu một cô gái, cứ thấy cô ấy xinh, các bạn cứ yêu, yêu bất chấp. Và khi đó các bạn sẽ bị cô ấy lợi dụng các bạn.
cũng có thể đôi khi bước vào tình yêu cô ấy muốn yêu bạn thật sự, nhưng khi cô ấy thấy bạn cung phụng cho cô ấy nhiều quá và cô ấy thấy đấy là một cái lẽ tất nhiên, và khi bạn không cung phụng cô ấy nữa và khi đó cô ấy sẽ trở mặt với các bạn ngay. Và các bạn cần phải biết là không phải là hôm nay cô ấy nói những lời yêu thương với bạn thì là cô ấy thật lòng với bạn đâu. Hãy xem cái cách cô ấy có chi tiền vào bạn hay không. Tất nhiên rồi, nếu bạn là một chàng trai mà bạn chả bao giờ bạn chi tiền cho con gái thì cũng chả có lý do gì mà con gái chi tiền vào các bạn cả. Thế nên là trong cái mối quan hệ thì các bạn cũng có thể có qua có lại. Mình là đàn ông hay ga lăng, mình luôn luôn khuyến khích các bạn ga lăng, bởi vì chỉ có như thế bạn sẽ được con gái rất là tôn trọng và trân trọng. Cho dù các bạn không có tiền thì các bạn ga lăng theo kiểu ít tiền, còn các bạn nhiều tiền ga lăng theo kiểu nhiều tiền, đúng không? Chúng ta không thể là mình bảo là mình không có tiền sau rồi đấy thì cứ bắt cô ấy mua cái này mua cái kia cho mình, thì khi đó mất giá trị lắm các bạn ạ. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn để thử lòng một cô gái xem cô có yêu bạn hay không, đó là cái trường hợp là bạn quan tâm đến cô ấy quá nhiều. Ví dụ như là bạn quan tâm đến cô ấy, gia đình cô ấy, anh chị em trong gia đình cô ấy, rồi quan tâm đến sở thích, thói quen, cá tính của cô ấy, bạn quan tâm quá nhiều đến cô ấy rồi thì cô ấy cũng không quan tâm lại bạn. Bạn chưa thấy cô ấy quan tâm lại bạn thì bạn hãy dừng lại cho mình. Khi bạn đầu tư tình cảm quá nhiều, thậm chí đầu tư tiền bạc quá nhiều rồi mà cô ấy không một chút bận gọn gì, cô cũng không quan tâm lại bạn, thì bạn hãy dừng lại. Là đàn ông các bạn có thể chủ động, nhưng mà các bạn chỉ chủ động hơn phụ nữ thôi, không có nghĩa là các bạn luôn luôn là người chủ động. Đôi khi có cô gái cô yêu bạn, nhưng mà nếu mà bạn luôn luôn chủ động thì cô cứ nghĩ là đó là chuyện bình thường. Thì đôi khi các bạn hãy dừng lại để xem cái tình cảm của con gái dành cho mình đến đâu. Mình yêu cô ấy nhiều quá rồi, mình quan tâm nhiều quá rồi, mình chủ động với cô ấy nhiều quá rồi, thì hãy để cho cô ấy xem cô có chủ động với bạn không. Nếu mà cô ấy chủ động với bạn thì có nghĩa là cô ấy rất là yêu bạn. Ví dụ như là bạn im lặng chỉ 1-2 ngày thôi mà cô thấy nhớ bạn quá rồi thì cô yêu bạn mà, cô sẽ nhớ bạn quá và cô muốn chủ động liên lạc với bạn. Còn một cô gái mà khi mà bạn im thì cô ấy cũng im luôn ấy, cô không bao giờ muốn liên lạc với bạn thì chắc chắn là cô không yêu bạn. Một cô gái yêu bạn ấy sẽ nghĩ đến bạn, bạn luôn luôn quan tâm đến cô ấy, cô nghĩ bạn nhiều lắm chứ, cô sẽ nghĩ đến bạn nhiều. Cô sẽ nghĩ là không biết là bây giờ anh ấy đang làm gì, anh ấy đang có suy nghĩ gì, tại sao bây giờ anh ấy im lặng, hay anh ấy có vấn đề gì. Mình thấy rất là lo lắng, mình thấy rất là bồn chồn, mình thấy rất là bất an. Và sau đấy cô ấy sẽ phải liên lạc với các bạn để cô ấy hỏi xem tình hình của các bạn như thế nào. Thậm chí cô ấy sẽ nói rằng em rất rất là nhớ anh. Thế nên là đấy cũng là cái cách để các bạn có thể nâng cao cái cao trào cảm xúc của các bạn. Và các bạn cũng có thể nhận ra là cái cô gái đó có thực sự dành cho mình hay không. Còn một cô gái mà bạn im lặng thì cô cũng im luôn ấy, thì đừng có líu kéo cô ấy làm gì. Các bạn đừng vì quá yêu mà các bạn líu kéo cô ấy, hoặc là trông cô ấy quá xinh mà các bạn líu kéo cô ấy, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ không bao giờ có thể có hạnh phúc được. Bởi vì một người không yêu bạn chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho các bạn đấy nha. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.